Xin chào quý vị, hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Citizen Parkway đã tổ chức chương trình tỏa đàm định cư Canada diện doanh nhân khởi nghiệp Ontario 2023. Các chuyên gia đã cung cấp các thông tin về chương trình nhập cư mới của tỉnh bang Ontario đang trong giai đoạn thí điểm, với rất nhiều điều kiện thuận lợi giúp tăng tỷ lệ hồ sơ thành công. Thông qua chương trình, các nhà đầu tư khi khởi nghiệp hoặc mua lại một mô hình kinh doanh sẵn có tại Canada sẽ có đầy đủ quyền và phúc lợi công dân cho cả gia đình. Cụ thể, ứng viên không bị giới hạn độ tuổi, yêu cầu mức IELTS chỉ từ 4.0, không cần phải nộp tiền ký quỹ cho tỉnh bang và sở hữu quyền lợi đặc biệt là mức đầu tư khởi đầu chỉ từ 200.000 đô Canada. Ontario là nơi có thành phố Toronto nè, thủ đô Ottawa nè, cũng như là khí hậu thời tiết rất là thuận lợi và chúng ta phát triển ở một thành phố sầm uất bậc nhất ở Canada thì chắc chắn là một cái tiền đề rất là lớn cho các nhà đầu tư, những người doanh nhân Việt Nam chúng ta muốn bước ra thế giới. Chúng tôi sẵn sàng giúp các nhà đầu tư Việt Nam huy động vốn hoặc tìm kiếm một mô hình kinh doanh phù hợp với năng lực và tài nguyên của các bạn để đầu tư. Từ đó sẽ giúp các bạn hạn chế được rủi ro và mau chóng thích ứng với môi trường làm việc tại Ontario, Canada. Citizen Parkway được chọn là đơn vị ủy quyền thực hiện truyền thông và tư vấn hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư tại Việt Nam, chương trình định cư Canada diện doanh nhân khởi nghiệp Ontario, với số lượng giới hạn 100 suất đầu tư.